Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên vừa có quyết định an toàn trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Từ ngày 13 tháng 3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên yêu cầu tạm dừng các hoạt động tham quan di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Ngoài ra, phía Sở cũng sẽ tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở lưu trú, khách sạn trên địa bàn do đơn vị quản lý. Ông Phạm Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, cho biết quyết định được đưa ra vì những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Tỉnh Phú Yên vẫn chưa ghi nhận ca dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, lượng khách đến Phú Yên rất đông nên nguy cơ lây nhiễm cao. Chúng tôi cần đóng cửa các điểm tham quan, di tích lịch sử văn hóa để đảm bảo an toàn. Trong thời gian này, các điểm du lịch sẽ được cải tạo, sửa chữa, trồng thêm cây và phun khử trùng, ông Bảy nói. Phú Yên vẫn chưa có kế hoạch mở cửa lại các điểm du lịch trong thời gian tới. Trước đó, địa phương này cùng Quy Nhơn, Đắk Lắk, Gia Lai được chọn làm 4 đại diện tham gia Liên minh kích cầu du lịch do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức. Liên minh hứa hẹn giúp phục hồi ngành du lịch Việt Nam sau những tác động nặng nề của dịch COVID-19. Ban đầu, Liên minh có kế hoạch mở rộng ra các địa phương an toàn với dịch trên cả nước. Dù vậy, kế hoạch này đã phải tạm ngừng kể từ sau khi xuất hiện các ca bệnh tại Việt Nam. Hãy luôn theo dõi các bản tin của Lương Gia để cập nhật tình hình du lịch trong và ngoài nước một cách nhanh nhất và chính xác nhất.